thiết. Shop đậu đèn xe máy Son Anh xin chào các bạn nha. Trước đây trước mặt của các bạn đang xem đây là hai chiếc xe Winner X V3 các bạn nha. Hai chiếc xe Winner X 2022 nha. Chiếc xe bên phải là độ phiên bản lé các bạn, bản lé. Đó ha. Thì đây là quả bi LED Get Magic 2.0 các bạn nha. Giá niên yết của quả bi này là 3,5 triệu, là bao lắp đặt luôn, chưa có tính phụ kiện. Phụ kiện là vòng thiên thần, mắt quỷ, tùy các bạn muốn lên nữa nha các bạn. Đó, ok ha. Hiện tại thì quỷ khách hàng này chơi là mắt quỷ và đờ mi, và một phía đó, đèn zin thì cũng đã đổi luôn các bạn. Cũng đã đổi thành LED đờ mi chỉnh tính áp i8 luôn các bạn nha. Đó, ok ha. Rồi, mình sẽ quay chiếc bên phải trước, rồi chiếc bên trái mình sẽ nói sau đây cho các bạn xem. Đây là LED Audi hình chữ Y, kết nối Audi A11 trên app luôn, rất là đẳng cấp nha các bạn. Bài zin nha, giữ zin hoàn toàn luôn. Ở dưới thấy có một cặp đèn trời sáng Kenzo Z20 nữa. Rồi, tiếp tục lại thì đây chiếc xe Winner V3 2012 ha. Đó, ok, rất là đỉnh luôn. Rồi, chỉnh tính áp nữa các bạn. Các bạn có thể chỉnh đờ mi nhiều màu cũng được. Rồi, ok, anh về đờ mi 1 của em luôn. Rồi, ok, đờ mi 1 nè các bạn. Rồi, chỉnh tính áp nè các bạn. Đó, xanh dương nè, các bạn thấy xanh dương nè. Rồi, chỉnh nó màu đỏ nè. Đó, các bạn thích vòng thiên thần màu gì thì các bạn chỉnh mặc định màu đó, ngày đó mình sử dụng nha, không có nhàm chán luôn các bạn. Rồi, ok, chỉnh đờ mi 2 giùm em luôn. Đờ mi 2 nè các bạn. Đó, đờ mi 2 ha. Đó, ok, xanh lá nè, màu tím nè, đó, màu xanh dương nè. Rồi, nữa đây, màu tí đỏ nè. Đó, đủ lâu màu luôn các bạn. Rồi, ok, để màu này luôn, để xanh dương luôn, đẹp nè. Rồi, ok, rất là ngầu luôn các bạn ơi, rất là ngầu luôn ha. Có thể chỉnh tên áp rất là nhiều hướng luôn. Thì bên mình có giá độ bi lé cho các dòng xe, đặc biệt là dòng xe Winner này, giá từ 1,8 triệu, 2 triệu, 2,5 triệu, 3 triệu, 3,5 triệu. Nó giá trung bình các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với shop mình ha. Đó, bên mình rất là nhiều giá ha các bạn. Rồi, ok, thì anh chỉnh hiệu ứng giùm em luôn, hiệu ứng. Đó, hiệu ứng nè các bạn. Đó, hiệu ứng nó sẽ đổi màu liên tục, mắt quỷ nha các bạn. Rồi, nữa luôn anh, nữa luôn. Đó, chớp nè các bạn. Đó, ok. Thì bi LED Get Magic 2.0 thì quá đỉnh rồi các bạn. Code lẫn pha luôn, quá đỉnh luôn nha các bạn nha. Pha bản này rất là mạnh luôn, hai nhân LED kép. Chích code cực kỳ đỉnh, và pha thì nó tiếp cận laser rất là mạnh luôn các bạn ha. Ok các bạn. Rồi, bây giờ mở battery mạnh luôn quý ơi. Mở battery quý ơi. Đó, battery. Đó, bạn lé nè các bạn. Rồi, ở tên cái tổ ong này, vị trí lắp cái cây còi các bạn, vị trí lắp cây còi thì mình cũng đã đặt LED Audi luôn các bạn nha, theo số chuyển màu luôn, và bên trái cũng vậy các bạn. Rồi, ok, đầy máy lên giùm anh luôn em ơi, đầy máy lên giùm anh luôn. Đó, bóp lại gần xíu anh, lại gần xíu. Ok, tắt máy mở lại. Đó, ok. Đó, ok, mở chế độ code giùm anh luôn, code thằng bạn pha luôn. Đó, ok, tắt giùm anh luôn. Ok, mình sẽ quay cái độ sáng tương đối cho các bạn xem, độ sáng trực tiếp cho các bạn xem. Quá ngầu luôn các bạn ơi, hai chiếc xe Winner X 2022 độ phiên bản. Đây là phiên bản này là giữ zin hoàn toàn luôn các bạn, giữ zin hoàn toàn luôn. Chỉ có kết nối Audi A11 full tính năng. Ha, full tính năng luôn các bạn. Rồi, ok. Chuyển màu trên đó mạnh luôn. Rồi, ok. Quá ngầu luôn các bạn ơi, quá cực kỳ ngầu luôn. Đó ha. Trời, rồi bây giờ mình sẽ quay phía sau cho các bạn xem. Phía sau thì có F1 nè, và xi nhan chạy nè, Audi nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua chiếc này cho các bạn xem. Đó, đây là Audi A11 kết nối Audi chữ Y, chỉnh tên app điện thoại luôn các bạn nha, chỉnh app điện thoại luôn. Các bạn nào mà đã chưa xem được video thì kết nối Zalo giúp mình ha, để mình gửi video cho các bạn xem thêm tính năng của nó. Rồi, ok, ở phía dưới thì có một cặp đèn trời sáng Kenzo Z20. Đó ha. Rồi, quá tuyệt vời luôn các bạn. Có còi đèn xô nữa các bạn, bấm còi đèn xô anh. Còi giữ luôn. Rồi, ok. Còi zin của dòng xe này thì nó rất là bé luôn. Khách hàng nâng cấp lên còi đèn xô luôn các bạn nhé. Rồi, ok. Rồi, để mình quay phía sau cho các bạn xem. Thì chiếc xe Winner V3 này thì
mở khóa lên các bạn, là cái đèn ổ khóa nó tắt thì mình mới mod lại cho anh cha mod lại là sáng luôn nè, cho nó đẳng cấp hơn, nó đẹp hơn các bạn nha. Còn chiếc bên đây các bạn còn zin nè, thì mở khóa lên là đèn nó tắt nha. Đó, ok, bóp thắng F1, manual bóp thắng F1, bóp thắng F1 bạn nháy nháy nè. Đấy rồi, bóp thắng F1 nháy nháy luôn hả, xi nhan chạy ra nè, Sebat Beat nè, Sebat Beat chính hãng luôn các bạn nha, chạy ra nè. Ok, bên đây luôn em. Rồi, ok, quá tuyệt vời luôn. Rồi, em mở chế độ code manual luôn. Ga mà em, anh ơi, anh xích ga mà em mở chế độ code này. Pha quá đã luôn các bạn ơi, sướng cực kỳ, pha tiếp cận laser luôn, tắt đèn phát xi ban ngày. Rồi mở code luôn. Đó, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái đèn zin cho các bạn xem nè. Thử cái đèn zin nè. Mở code nè. Đề máy lên cái. Đó, đèn zin các bạn. Đèn zin nè, thấy không. Rồi mở bi cầu đi, mở bi cầu. Bi cầu các bạn thấy không? Rất là nét luôn nha. Và có thể sáng gấp 10 lần đèn zin. Có thể luôn các bạn, rất là mạnh luôn ha. Tuyệt vời nha các bạn. Đèn led zin thì không thể nào so sánh được với lại bi cầu led được rồi. Và đây là quả bi led Gatmagic 2.0 thì thua xa rất là nhiều về ánh sáng. Các bạn đèn zin nè. Thua xa rất là nhiều ha. Rồi ok. Rồi cảm ơn vị khách hàng đã ủng hộ. Bạn nào làm xin liên hệ shop mình. Địa chỉ là 235C đường Phan Anh, tắt đây. Phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn nha. Số điện thoại là 0346669686 nha. Số điện thoại trên đây mình có đăng ký Zalo, các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thì inbox Zalo giúp mình luôn nha các bạn. 0346669686. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết cái video của mình nha.